Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu duy trì hình thái thời tiết nắng nóng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay 26 tháng 8 như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, độ ẩm 80-90%. Huyện Côn Đảo, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 85-90%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 8 năm 2024, mực nước cao nhất 363 cm vào lúc 6 giờ 45 phút và mức thấp nhất 104 cm lúc 12 giờ 15 phút.